Xin chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của Shop Sunmin. Hiện tại thì bên em đang tiến hành đóng một số bộ pin lưu trữ trong hệ thống điện mặt trời hybrid và những hệ thống điện mặt trời độc lập có lưu trữ cho khách hàng. Những cái pin này sẽ thay thế cho quy trì acid rất là hiệu quả. Bên em đang có các mẫu ở đây là 100Ah và 280Ah. Hôm nay em sẽ tranh thủ quay lại một cái video chia sẻ với mọi người báo giá của các khối pin đợt này. Đợt trước thì em cũng đã quay nhiều video về quá trình làm những cái cell pin, những cái khối pin đóng như thế này, hệ 12V, 24V và 48V. Thì có một số khối này, ví dụ như khối này là 51.2V, 280Ah nhé. Em đang test xả qua con Lock Power 6kg này, chạy cho hai máy lạnh. Một máy là 12.000 BTU và một máy là 18.000 BTU. Đây, con này đang xả dòng gần 60A. Công suất là 3.000 W này, công suất xả hơn 3.000 W nhé. Đây là bộ 24V 280Ah này. Đây, một bộ đã làm xong, 24V 280. Cái này gửi cho anh Vũ Bá Quân, 24V 280. Rồi bộ này là 24V 100Ah của anh Huy Quang. 24V 100Ah đợt trước đóng thì 8 cell dài liên tục, nó sẽ gần giống như cái bộ này, nó dài hơn. Thiết kế nó hơi xấu nên là đợt này bên em sẽ đóng dạng hộp vuông như vậy. Hộp vuông này thì bên này sẽ có 4 cell này, bên này 4 cell. Khoang này là khoang chứa mạch. Bộ này của anh Huy Quang nhé. Còn bộ này là 12V 280Ah của anh Bùi Tiệp. Những cái bộ này thì em đều có cái quá trình mà chia sẻ review chi tiết cũng như là báo giá đến mọi người phần trước rồi. Thì hôm nay sẽ là một cái video tổng hợp tất cả các mẫu pin bên em đang có và chia sẻ chung trong một cái video luôn. Đặc biệt thì đợt này có cái mẫu là 51.2V 100Ah như thế này này. Mẫu này thì thiết kế mới dành cho những hệ thống điện mặt trời hybrid có lưu trữ. Thì ngoài những việc pin hãng như PowerX hay là pin SVE hoặc là HINA ấy, thì giá thành cao. Thì mọi người có thể lựa chọn những cái dòng pin đóng này để giảm giá thành đầu tư xuống và nó cũng khá là hiệu quả. Tuy nhiên thì những dòng pin phổ thông thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cell phổ thông. Bên em cũng đã lựa chọn rất là kỹ những cái loại cell để lắp đặt những pin này cho mọi người. Đây là cell 100Ah đợt này này, cell của Gotion Hitech, một trong những hãng pin mà có thương hiệu lâu năm ở trên thị trường pin lưu trữ rồi, rất là hiệu quả. Đây, những cái cell 100Ah này. Đóng 4 cell thì chúng ta sẽ cần đóng hệ 12V thì chúng ta sẽ cần 4 cell. Còn 24V thì cần 8 cell và 48V thì cần 16 cell nhé. Đây là cell 280 này. Cell 280 thì sẽ tùy đợt về, sẽ có của Higer hoặc là Battech. Đây là 100Ah và 280Ah. Thì đợt này em chỉ có hai cái mẫu cell này có thể đóng cho mọi người được những cái bộ pin lưu trữ. Thùng nhỏ này là 12V này, 100Ah này. Thùng này là 24V 100Ah này. Cái này là 12V 280Ah. Cái này là 24V 280Ah. Kia là một số cell 280Ah này. Đây, bên này em quay cho mọi người xem cell 100Ah. Hôm trước thì cũng đã có những cái video chia sẻ rồi, thì hôm nay quay lại. Một khay như thế này người ta để là, người ta đóng là 80 cell. Đây là cell 100Ah của Gotion. Đây mọi người nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đây, Gotion Hitech này. Hôm trước thì em có về được 6 cái khay như thế này, đã đóng vơi đi gần 4 cell rồi, hơn 3 cell. Một chỗ này có cell thứ tư này, cái khay thứ tư này cũng bắt đầu vơi 1, 2, 3. Còn 3 khay nguyên này là được 240 cell nữa. Ở đây chắc tầm khoảng tổng tất cả khoảng hơn 300 cell nữa thôi. Sắp tới sẽ về bổ sung thêm một pallet, người ta đóng là 6 khay như thế này. Sắp tới bên em sẽ về 2 pallet nữa, thì sẽ về thêm cái cell 100Ah này là 960 viên nữa nhé, 960 cell như thế này nữa, để kịp thời đáp ứng mọi người trong hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Những cái bộ vỏ thùng này, đây cell 280 này. Đây là pin hãng, pin PowerX. Đây, pin đóng đợt này đây. Với cái thiết kế mà 51.2V 100Ah mới này ấy, thì chúng ta có thể để nằm như thế này này, hoặc là treo tường. Treo tường thì có dạng tai đây, hoặc là để tủ, gắn tủ thì chúng ta sẽ cho cái cọc này hướng lên, vì cái mặt này bằng này, mặt phẳng này chúng ta có thể để xuống dưới đất ấy. Chúng ta để đứng nó xuống rồi hướng lên. Bên trong bên em đã thiết kế tối ưu, thì như mọi người thấy là nội thất ở bên trong này, khi mà chúng ta dựng lên ấy, thì cái mặt này xuống này thì nó sẽ không bị đè bởi các cell. Nếu mà chúng ta dựng nghiêng sang bên này ấy, thì cái cell này này sẽ chịu lực của 7 cái cell trên này, nó rất là nặng. Nên là chúng ta sẽ dựng kiểu như thế này, thì cái cell này nó chỉ có cái cell này nằm trên đây thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Ở đây có cái thanh chắn, bộ này là làm mạch Zika 120A nhé. Còn những cái bộ 280 đợt này ấy, thì bên em đã thiết kế vách ngăn, đã có nhiều video chia sẻ phần trước với mọi người rồi. Thiết kế vách ngăn ở giữa nên là nó sẽ có khoảng cách và chúng ta không bị đè các cell với nhau, chỉ có hai cell đè lên nhau thôi. Còn những bộ 24V thì chúng ta để theo cái hướng như vậy luôn, 24V 280 này. Đây,
Rồi chúng ta sẽ đi vào phần chính của video ngày hôm nay, đó là chia sẻ báo giá mọi người nhé. Báo giá chi tiết luôn, anh em cần thì có thể liên hệ qua Zalo để cập nhật. Đây em sẽ để đây, quay cho mọi người xem. Rồi bên em là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng mặt trời Sunmin Solar, có địa chỉ chính tại Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An nhé. Còn kho hàng thì có kho ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nữa. Mọi người có thể qua kho Thủ Đức để xem sản phẩm và đặt hàng. Còn pin đóng này thì sẽ đóng từ kho Nghệ An mọi người nhé. Các số Zalo đây mọi người này, có 3 số Zalo này, mọi người lưu ý là chỉ liên hệ một trong 3 số Zalo này nhé. Ngoài các số em đang quay ở trong video này thì các số khác đều là không phải của bên em nhé. 0382 124 123, 0392 124 123 và 0356 124 123. Lưu ý là khi mà liên hệ một trong 3 số này rồi, ví dụ chúng ta nhắn qua Zalo này rồi thì không nhắn qua Zalo này nữa, bởi vì ba cái Zalo này sẽ có 3 bạn kỹ thuật trực khác nhau nên chúng ta nhắn là sẽ bị nhiều khi sẽ bị nhầm đơn ấy, nên là chúng ta nhắn một trong 3 số này thôi. Rồi bảng báo giá pin lưu trữ này, tên sản phẩm này. Đó, chúng ta có thể chụp lại cái bảng này cũng được nhé, hoặc là nhắn Zalo để cập nhật mới nhất. Giá thì sẽ thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể nhé. Đợt này bên em có cả sale 40Ah, lúc nãy em quên lấy chưa quay cho mọi người. Hôm sau sẽ quay lại cái phần 40Ah này nữa nhé. Sale 40Ah thì hầu như anh em chủ yếu dùng lưu trữ nhỏ thôi, 12 hoặc là 24V thôi. Thì bên em có đóng 12V 40Ah và 24V 40Ah với cả mạch thường ra bay đa. Rồi chúng ta sẽ có phần báo giá này, 12V 40Ah. Em sẽ có hai mức giá nhé, bảo hành 6 tháng và bảo hành 12 tháng. Một số khách hàng thì không cần lấy bảo hành hoặc là lấy bảo hành 1 tháng. Nhưng mà có một số người thì lại bình luận là tại sao pin đóng mà lại bảo hành ngắn như vậy. Nên là những cái bộ pin đóng từ bây giờ trở đi, bên em sẽ cắt giảm cái phần bảo hành, không bảo hành cái mức mà 1 tháng đấy nữa, mà bắt đầu bảo hành từ mức 6 tháng luôn. Có nghĩa là chúng ta chỉ có hai mức lựa chọn bảo hành thôi, bảo hành 6 tháng và bảo hành 12 tháng. Tất nhiên thì có một số khách quen của bên em ấy, đặt rất là nhiều rồi, đặt về lắp lại cho khách hàng ấy, thì người ta cũng chẳng cần lấy bảo hành. Nhưng mà đợt này chia sẻ công khai như thế này, em sẽ để hai mức bảo hành là 6 tháng và 12 tháng nhé. Anh em cần bảo hành 2 năm cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ mất thêm một phần chi phí nhỏ nữa cho cái phần gia hạn bảo hành đó. Còn mặc định của bên em sẽ có hai mức bảo hành, 12V 40Ah bảo hành 6 tháng là 2,4 triệu, bảo hành 12 tháng là 2,6 triệu. Khối pin nhỏ này thì sẽ bọc màng co và phếp thủy tinh nhé, không có thùng sắt như thế này. Khối 12V 100Ah đóng mạch thường ra bay đa 100A là 4,2 triệu, bảo hành 6 tháng và bảo hành 12 tháng là 4,5 triệu nhé. Đây, tất cả những cái bộ này này đều là vỏ sắt sơn tĩnh điện, đặc biệt là có hai mẫu có màn hình, đó là 51.2V 100Ah và 51.2V 280Ah là sẽ có thêm màn hình hiển thị chi tiết như thế này. Đây, điện áp từng cell này, điện áp cả khối này, dòng nạp xả này, rồi dung lượng này, độ lệch cell các thứ, nhiệt độ nữa. 12V 280Ah là cái khối này này, đang báo cho mạch thường nhé. Còn anh em đóng mạch Bluetooth thì cân đối cộng thêm. 12V 280Ah đóng mạch thường ra bay đa 100A, giá bảo hành 6 tháng là 7,2 triệu, bảo hành 12 tháng là 7,8 triệu. Còn 24V 40Ah giá là 4,2 triệu, bảo hành 6 tháng và 4,6 triệu, bảo hành 12 tháng. Bảo hành 6 tháng là giá thành nó sẽ rẻ hơn so với bảo hành 12 tháng mọi người nhé. Tùy theo mức bảo hành mà chúng ta sẽ có cái mức giá tương ứng. 24V 100Ah là cái khối này luôn này. Đây, khối này đang đóng cho anh Huy Quang nữa này. 24V 100Ah thiết kế mới này. Khối này thì đang có giá là 7 triệu bảo hành 6 tháng và 7,5 triệu là bảo hành 12 tháng đối với mạch thường ra bay đa nhé. Còn mạch Bluetooth thì lát nữa mọi người sẽ cộng thêm. Mạch Bluetooth thì có mạch 100A và mạch 200A, đều là vỏ sắt sơn tĩnh điện cả nhé. Rồi 24V 280Ah là cái khối này này, của anh Vũ Bá Quân. 24V 280Ah. Ở đây cũng có một khối đóng cho anh Thái ở Bến Tre nữa này. 24V 280 nhé. 24V 280, 13,5 triệu là bảo hành 6 tháng và 14,5 triệu là bảo hành 12 tháng. Rồi đến 51.2V 100Ah là những cái khối dành cho các máy biến tần hybrid như Lock Power hoặc là Dyer. Thì khối 51.2V 100Ah, những khối này thì bên em sẽ không đóng mạch thường nhé. Mặc định nó là mạch Bluetooth JK120A luôn. Là 51.2V 100Ah này, là khối này. Đây, những cái khối này thiết kế mới nhất thì có thể treo tường này, để nằm này, để tủ này đều được, rất là hiệu quả. Mặt trước thì sơn màu trắng như vậy. Khối này 51.2V 100Ah, giá bảo hành 6 tháng là 16 triệu và bảo hành 12 tháng là 17 triệu nhé. Vỏ sắt sơn tĩnh điện và có màn hình. Riêng những cái bộ này thì đều đóng mạch Bluetooth, có app kết nối qua điện thoại,
cũng như là có trang bị thêm màn hình hiển thị chi tiết ở mặt trước như thế này. Đây. Rồi khối này là 51.2V 280Ah, cũng là mạch Bluetooth Zika dòng xả 120A. Giá bảo hành 6 tháng là 30 triệu nhé, giá bảo hành 12 tháng là 32 triệu. Cái này là vỏ sắt sơn tĩnh điện có màn hình. Đây, như cái khối này mọi người xem này. Đây em đang test xả với cái máy Lock Power SNA 6kg và hai máy lạnh. Một máy là 12.000 và một máy là 18.000. Dưới này cũng có một con đang xả 24V, 51.2V 280 chứ. Đang xả với hai con máy lạnh dưới này thì mỗi con chỉ có 9.000 BTU thôi. Đây, em đang xả qua con SNA 5kg này. Đây, con này xả hai con tổng 18.000 BTU thì chỉ xả có 28A thôi. Dòng xả này, dòng xả nó báo trừ này. Đây, chúng ta chọn qua tiếng Anh nhé. Màn hình cảm ứng mọi người nhé. Công suất đang xả này khoảng tầm 1.500W, còn lại là 80%. Khối này thì sẽ lưu được 14 kWh mọi người nhé. Khối này là 51.2V 280Ah sẽ lưu được 14 kWh. Và hàng này nặng nên là bên em sẽ gửi xe ghép giao đến tận nơi cho mọi người. Còn khách hàng gần thì bên em có thể chở xe kết hợp với các combo hybrid luôn. Đây, thiết kế mới nhất của khối 280Ah bên em này. Có 4 quay sách này, khoang chứa mạch này. Ở giữa này thì sẽ có vách ngăn nên là chúng ta có thể để đứng như thế này. Đợt trước thì chúng ta không có vách chia ngăn nên là chúng ta phải để nằm. Không là cái cell ở dưới cùng này nó bị đè bởi 7 cái cell bên trên. Còn đợt này thì bên em cứ 2 cell là chúng ta sẽ chia ra một cái vách ngang. Vách ngang dày 3 ly, rất là chắc chắn. Nên là khi mà chúng ta để đứng như thế này thì một cell nó sẽ chỉ chồng lên một cell thôi. Nên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cell pin của chúng ta nhé. Để mà lâu dài mà đè một cái trọng lượng nặng 7 cái cell này mà đè một cái cell dưới thì nó rất là ảnh hưởng. Nên là bên em đã điều chỉnh cái thiết kế mới và có thể để đứng như thế này thì chúng ta đấu qua biến tần nó cũng gần hơn. Đây là khối 51.2V 280Ah. Đây, khối này thì em đang xả qua Lock Power. Hai con Lock Power 5kg em đấu từ trước Tết này để chuyên dùng nạp xả cho các phần battery. Đây là pin PowerX pin hãng này. Đó, hai con điều hòa 9.000 BTU đang chạy. Đây là hệ thống điện mặt trời của bên em. Pin Hina Power Game bên em cũng có nhưng mà pin này nó khá là đắt. 100Ah pin hãng giá nó gần xem cái tầm 280Ah này rồi. Nhưng mà bù lại thì nó bảo hành dài hơn. Pin hãng thì thường bảo hành từ 5 năm đến 10 năm. PowerX thì bảo hành 5 năm. Còn Hina thì có bảo hành từ 5 năm đến 10 năm. Đây là máy Lock Power LXP. Bên em chuyên cung cấp pin mặt trời, pin lưu trữ và các sản phẩm điện mặt trời nhé. Các máy biến tần bên em chủ yếu phân phối là máy Lock Power, máy Dyer, máy Hymontech và ThinkPower. Hôm nay là một cái video chia sẻ với mọi người về báo giá của các pin lưu trữ trong hệ thống điện mặt trời hybrid và những hệ thống điện mặt trời độc lập như thế này. Mọi người đặt hàng thì liên hệ trước cho bên em từ 3 đến 4 ngày nhé. Để bên em còn đóng này, rồi test nạp xả ok nữa thì mới gửi cho mọi người. Khi mà mọi người thấy những cái khối em đang quay ở đây là những khối đã thành phẩm rồi. Có nghĩa là những cái khối này khách đã đặt từ trước nhé. Đặt từ trước 3 đến 4 ngày rồi. Thì hôm nay bên em đã hoàn thiện và sẽ đóng gói bàn giao gửi đến khách hàng. Thì nhân tiện có gần như là đầy đủ tất cả các mã ở đây. Đã đóng hoàn thiện và có các sale ở đây. Thì em quay video chia sẻ báo giá với mọi người như vậy. Giá này sẽ áp dụng trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 tháng nhé. Thời điểm em đăng video này là tháng 6 năm 2024. Nếu mà mọi người xem được ấy, sau khoảng thời gian này ấy, mà xa hơn ấy, thì có thể liên hệ qua Zalo, qua ba cái số Zalo này để cập nhật cái báo giá mới nhất. Bởi vì giá sale nhập sẽ có thay đổi tùy từng thời điểm. Ví dụ thời điểm này chúng ta nhập cái sale này nó khác, thời điểm khác thì nhập lại khác. Đây có một số phần báo giá sale lẻ và mạch thường, mạch Bluetooth này, chúng ta có thể chụp lại nhé. Nếu mà chúng ta lắp ở đây em báo mạch thường nhé. Nếu mà muốn lắp qua mạch Bluetooth thì cứ cân đối chênh lệch bao nhiêu ở đây thôi. Em ví dụ nhé, mạch thường 4S là 650. Mà chúng ta muốn đổi qua mạch Bluetooth 100A này, giá là 1.3 triệu thì sẽ chênh lệch thêm 550.000. Còn nếu mà muốn lắp thêm mạch 4S 200A, giá là 1.650.000 thì sẽ chênh cái phần này 1 triệu nhé. Thì tùy chúng ta, nếu mà muốn lắp mạch Bluetooth Zika thì sẽ thêm cái phần giá thành đó một chút. Còn mặc định của hai khối 51.2V 100Ah và 51.2V 280Ah là những cái khối dành cho máy biến tần hybrid rồi, nên là bên em sẽ lắp luôn cái mạch Bluetooth ở bên trong, không lắp mạch thường nữa nhé. Lắp mạch Bluetooth và có màn hình. Còn những cái khối này thì hầu như anh em chạy độc lập hoặc là chạy kích, nên là chúng ta để như vậy, lắp với mạch thường để tiết kiệm cái phần chi phí một chút. Rồi chúng ta có thể chụp lại cái bảng báo giá này nhé. Ba số Zalo của bên em này, mọi người liên hệ một trong ba số Zalo này giúp em nhé. Khi mà gọi điện không được thì cứ nhắn Zalo, bên em sẽ gửi bảng giá và hỗ trợ kỹ thuật đến cho mọi người.
Ngoài những cái pin tự đóng này, nếu anh em thích phân khúc cao cấp hơn thì có thể chọn Power-X này. Bên em cũng đang sẵn kho rất là nhiều những khối pin Power-X, cả bản gắn tủ và bản treo tường để phục vụ anh em trong những hệ thống điện mặt trời hybrid có lưu trữ. Rồi, video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.